Nhá, đây là bên ngoài con xe Yaris này. Đây là hai cái đường ống cấp hồi và két sưởi này. Đấy, để ra để két sưởi này phải ra cả ga nhá anh em nhá. Tình trạng là con xe Yaris là đi trong tình trạng quá nhiệt nhá bác nhá. Sau đó cứu hộ về nhà em thì con này sau khi kiểm tra nó bị dò két sưởi. Và đây là để mà lấy được két sưởi ra, thay két sưởi con này thì anh em phải tháo cả táo lô bên trong này ra nhá, thì mới thay được cái két sưởi cho bác ấy. Công việc tương đối là phức tạp, mà về cơ bản thì dò két sưởi thì anh em cũng nghĩ đơn giản nhưng mà phải tháo tương đối là nhiều nhá. Đây là thao tác anh em đang được xem. Thì ngoài két sưởi ra thì bên em có kiểm tra cho các bác cái van hàng nhiệt và bơm nước với lại motor quạt khét nước luôn. Nhá, đây là bên ngoài con xe Yaris này. Đây là hai cái đường ống cấp hồi và két sưởi này. Đấy, để ra để két sưởi này phải ra cả ga nhá anh em nhá. Ra cả ga thì mới lấy được. Một số dòng xe thì có thể là lách được, nhưng một số dòng xe là phức tạp là phải ra cả ga thì mới ra cả ga đây này. Cái đoạn này là đoạn giật lạnh này. Đấy. Thì mới lấy được cái két sưởi đây, két sưởi góc này. Thì ngoài ra để kiểm tra cho bác cái motor quạt khét nước dưới này. Đấy, một cái nước ở này. Và cái van hàng nhiệt nằm góc này. Sau đó rồi thay cho bác nước làm mát mới luôn. Thì tại sao lại biết nó dò két sưởi? Khi mình kiểm tra này, cái nước của bác cái nước màu hồng này nhá. Thì khi mà kiểm tra thì sẽ thấy cái nước màu hồng nó dò gì cùng ra. Tí nữa khi tháo két sưởi xong thì mình sẽ quay cho anh xem cái két sưởi của nó như nào nhá. Sau khi em cho anh em tháo đến tầm này thì khi mà thợ kiểm tra, anh em kiểm tra thì phát hiện là két sưởi nó bị dò nhá. Đây, tháo tầm này cho anh em nhìn này, nhìn thấy nước đỏ nó chưa? Nước đỏ nó chảy chưa? Anh em nhìn thấy nhiều chưa? Đấy. Thì khi bác này quá nhiệt là nước nó dò rất là nhiều ra ngoài. Đấy. Đến đoạn này nhiều anh em sẽ thắc mắc là làm sao mà các bác biết là dò ở đấy. Thì tất nhiên là thợ thì sẽ phải kiểm tra ra rồi, nhưng mà trường hợp này là thứ nhất là bác chủ là đổ nước có màu nhá, màu xanh hoặc màu đỏ, còn nếu nước trắng thì kiểm tra mệt mỏi phết đấy. Thứ hai là sau khi kiểm tra tất cả các đường ống và kiểm tra các vách máy và các cái đường ống nước nhá thì không thấy có biểu hiện gì cả. Và thứ hai ba là phải có thời gian, cái này quan trọng nhất là phải có thời gian. Bác chủ để xe đây và có thời gian, anh em có thời gian kỹ để kiểm tra thì mới ra được vấn đề nhá các bác nhá. Còn ngay vào luôn thì chưa chắc nó ra được ngay đâu. Đây nhá, sau khi tháo ra két sửa ra cho anh em xem này. Đấy, nó dò đây này. Hai nước này. Nước vào đây. Nhìn này. Chỗ thoát là giàn lạnh. Nước của giàn lạnh.